Hello, Vui Cổ Bồ xin chào tất cả các bạn. Hiện tại trên tay của Vui Cổ Bồ đang là chiếc Realme 5 Pro. Thiết kế khá là đẹp luôn các bạn. Và ngày hôm nay Vui Cổ Bồ sẽ cập nhật chúng ta cái phiên bản cao nhất hiện tại của chiếc Realme 5 Pro này đang là ở phiên bản bao nhiêu ha, và có những cái tính năng gì mới hay không. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây. Rồi thì cũng giống như các cái hướng dẫn trước thôi, thì các bạn cứ vào cái bàn phím nè, chúng ta vào bàn phím và chúng ta thao tác sao thăng 1, 2, 3, 4 thăng để mà xem cái phiên bản đây. Thì ở trong đây nó sẽ thể hiện hai cái thông số, một là cái model là GMX1973 là cái model ha, cái tên gọi khác hơn của Realme 5 Pro. Còn cái số phía sau đó là cái số phiên bản hiện tại, phiên bản cao nhất chúng ta đang là phiên bản A11. Rồi, hoặc là chúng ta có thể vào cái cài đặt nè, các bạn có thể vào cài đặt, chúng ta vào cái mục là giới thiệu điện thoại, thì ở trong đây cũng sẽ thống kê hết tất cả các cái cấu hình về máy cho chúng ta, để chúng ta nắm được là cái máy mình là cái model kiểu máy nè, phiên bản ColorOS 6.0, phiên bản Android là 9 ha. Đấy, rồi vân vân. Ở phía dưới thì nó có cái số phiên bản nè, ở đây nó có cái phiên bản là A11. Đấy, thì các bạn nào có cái phiên bản thấp hơn thì chúng ta có thể up lên. Nếu mà có phiên bản up OTA thì các bạn vào cái cài đặt nè, chúng ta vào cài đặt, chúng ta vào cập nhật phần mềm nè, thì chúng ta kết nối wifi và chúng ta tự cập nhật vậy thôi ha. Các bạn nhớ là cái phiên bản trước khi mà muốn cập nhật OTA, các bạn nhớ phải pin á, phải trên 50% pin nha, và chúng ta sẽ cập nhật về. Hiện tại thì máy này nó đang là phiên bản cao nhất rồi nên nó sẽ không có hiện cái phiên bản cập nhật nữa. Hoặc là chúng ta có thể liên hệ trực tiếp đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Oppo để được hướng dẫn và cập nhật phần mềm lên. Thì khi các bạn đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Oppo á, thì sẽ được hỗ trợ miễn phí. Ngoài ra nếu mà các bạn phần mềm á, thì được hỗ trợ miễn phí rồi, mà ngoài ra nếu mà sửa chữa mà không có thay thế linh kiện thì vẫn được hỗ trợ miễn phí luôn. Các bạn nên nhớ chúng ta đến trực tiếp sẽ rất là có nhiều cái thuận lợi và rất nhiều cái tiện ích. Nếu mà chúng ta mang máy ra cái ngoài cái cửa hàng ngoài á, thì chúng ta sẽ bị mất cái quyền lợi, thì cái này các bạn lưu ý giúp Vui của Oppo ha. Rồi thì ở đây thì khi mà cập nhật lên phiên bản mới này thì nó cũng không có những cái tính năng gì mới, thì khi nào mà có những tính năng mới thì Google Pro sẽ cập nhật thêm cho các bạn. Còn mà những cái ví dụ như là ẩn những cái hot app nè, rồi ở đây có những cái hot app hay là hot game này nọ, thì Google Pro đã có hướng dẫn những cái clip trước rồi, thì các bạn nào chưa xem thì chúng ta có thể quay lại để mà xem ha. Còn các bạn nào có những cái thắc mắc về vấn đề về máy thì chúng ta có thể để lại cái comment bên dưới, Vui Cổ Bồ sẽ tư vấn trực tiếp trong vòng 24 giờ cho các bạn ha. Rồi ok, chúc các bạn thành công và trải nghiệm cái phiên bản Realme 5 Pro A11 thật là thú vị. Ok, như vậy là xong nhé. Thật đơn giản, chỉ cần một thao tác là có thể xử lý được lỗi. Nếu các bạn cảm thấy clip hữu ích, hãy để lại một like và nhớ đăng ký kênh để cập nhật các cái hướng dẫn mới nhất bạn nhé. Và bây giờ, Vui Cổ Oppo xin chào và hẹn gặp lại.